Vị và xin chào các bạn, xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc. Thú vị, trong cái video này Ngọc xin chia sẻ hai cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất liên quan đến cái tiền 600. Có cái thông báo mới của Sở Thuế ngày hôm nay ngày 4 tây tháng 1, và để trả lời những câu hỏi cho quý vị là vì sao chưa nhận được cái tấm chắc 600, làm sao để biết tiền đang ở đâu, làm sao để mình vào mình kiểm tra. Rồi bây giờ có một số câu hỏi liên quan đến cái chương trình EIDL Grant. Thì theo luật người ta sẽ cho mình cái số tiền difference, cái số tiền mà ví dụ như là đợt trước mình nhận chỉ có 1.000 thôi, thì hiện giờ người ta có thể cho mình tối đa là 10.000. Ví dụ đợt trước mình nhận được 1.000 rồi thì đợt này mình có thể nhận phần còn lại là lấy 10.000 trừ 1.000 là còn 9.000 đối với vậy. Đợt trước mình nhận được chưa được đồng nào hết thì đợt này mình có thể lãnh trọn là 10.000. Với trường hợp là các bạn phải chứng minh rằng là mình đang trong cái khu vực là thu nhập thấp, và một cái điều kiện nữa là cái gross income của mình là giảm 30% trở lên. Thì như thế nào, làm sao để biết mình nằm trong cái trường hợp thu nhập thấp, thì Ngọc cũng xin chia sẻ cho quý vị bằng cái cách này. Cái đường link này thì quý vị có thể vào cái trang là helloskip.com. Quý vị lấy cái trang này, thì cái trang này nó sẽ hình như cái data của nó là sẽ link với lại cái trang của Census. Thì quý vị vào đây, đánh cái địa chỉ của mình vào nha quý vị. Địa chỉ này là Ngọc lấy một cái địa chỉ của một cái Ngọc lấy đại đi, một cái địa chỉ Best Buy ở Cali. Rồi quý vị lấy cái địa chỉ này, hoặc là cái địa chỉ ví dụ như mình là 1099 là cái địa chỉ nhà của mình. Đó, còn nếu như mình có cái business thì lấy cái địa chỉ business của mình đánh vào đây nha quý vị. Khi mà đánh cái địa chỉ vào đây thì quý vị nhớ chọn cái này là chọn năm 2020 nha. Chọn năm 2020 rồi chỗ này nè, quý vị bấm vào cái ô này, Census Demographic Data. Rồi quý vị chọn cái ô là Income nha quý vị. Rồi khi mà quý vị chọn cái ô Income thì quý vị chọn nhìn vào cái chỗ dòng này là phần trăm, Percentage Below Property Line. Thì quý vị nhìn vào đây thì quý vị sẽ thấy cái thông tin ở đây là 32.4%. 32.4% theo định nghĩa low income community là 20% nha quý vị. Below the average là 20%, nhưng mà ở đây là 32.04 là nó lớn hơn 20. Cái số nào mà nó lớn hơn 20 có nghĩa là mình đủ điều kiện là mình thuộc vào cái khu khu vực là low income community nha quý vị. Như vậy đối với cái địa chỉ này, yes, nhìn vào cái con số này nó lớn hơn 20 là ok, quý vị đủ cái điều kiện đó. Và cái điều kiện thứ hai nữa là quý vị phải growth revenue của mình là phải giảm 30% trở đi nha. Quý vị phải so sánh cái quý, ví dụ quý của năm 20 thì quý vị phải so sánh cái quý cùng kỳ của năm 2019. Rồi bây giờ ví dụ Ngọc lấy một cái địa chỉ ở Houston, cái này là Best Buy ở Houston, thì quý vị cũng đánh địa chỉ vào rồi click vào cái chỗ Census Demographic Data. Thì ở đây quý vị nó sẽ hiện ra cái chỗ này, cái trang này ha. Thì cái trang này quý vị chọn vào cái ô là Income, thì ở đây cái phần trăm below poverty line là 3.83%. Như vậy 3.83 là nó nhỏ hơn 20%. Như vậy cái khu vực này nó sẽ không nằm trong cái diện là cái khu vực low income, nhớ vậy, thu nhập thấp. Thì như vậy nếu như cái địa chỉ của business của mình mà là cái địa chỉ này thì quý vị không có đủ điều kiện. Như vậy quý vị cứ nhập địa chỉ, ví dụ như 1099, mình là tự làm chủ, mình không có business ở đâu hết, mình có tự có cái Schedule C, mình là tự là nhân viên thợ nail 1099 thôi, thợ tóc 1099 thôi, rồi chạy Uber, chạy Lyft vân vân. Thì quý vị cứ để cái địa chỉ nhà của mình vào ha, còn có business thì để địa chỉ business vào. Thì đó là cái cách mà mình coi thử mình có thuộc vào cái low income community không. Đó, rồi cái điều kiện thứ hai dĩ nhiên là quý vị phải loss 30% nha. Nếu vậy thì quý vị sẽ được người ta sẽ cho mình, cái này là theo luật nha, không biết là bên SBA người ta sẽ xử như thế nào. Theo luật là mình sẽ nhận được tối đa là 10.000. Nếu như đợt trước mình nộp mình chỉ được là 1.000 thôi thì đợt này có thể là người ta sẽ cho cái con số còn lại là 9.000. Đó là theo luật nha, không biết là SBA người ta có cho cái cách này hay không thì mình cũng đợi xem SBA người ta xử như thế nào. Rồi bây giờ qua cái thông báo của bên sở thuế về cái số tiền mà 600 thì người ta nói là người ta đã gửi ra rồi.
Đây là cái thông báo mới nha quý vị, từ chính phủ, người ta đã gửi qua ba cách. Thứ nhất là direct deposit, đã gửi rồi, nếu như mà quý vị chưa nhận được thì quý vị đợi đến hết tháng này nha quý vị. Hoặc là quý vị có thể vào cái trang Get My Payment để kiểm tra thử tiền mình đi đâu về đâu ha. Rồi thứ hai nữa là người ta gửi bằng cái tấm check, paper check, thì hiện giờ người ta nói là người ta đã gửi ra rồi và đang gửi ra và sẽ gửi ra đến hết tháng 1 luôn. Cho nên là quý vị cứ đợi, nếu như mà chưa nhận được thì cứ đợi. Nếu như người ta không gửi cho mình direct deposit vào thẳng nhà băng luôn, không có gửi cho mình paper check, thì người ta sẽ gửi cho mình cái debit card. Thì cái debit card này nó giống như là cái màu xanh đậm, có cái hình ngôi sao màu trắng nha quý vị. Rồi có cái chữ trên nó là cái tên của mình, rồi cái ngày hết hạn vân vân. Rồi bây giờ ba cách đó mà quý vị vẫn chưa có thấy tiền về, tại thời điểm này chưa có thấy tiền về ha. Thì quý vị nhớ là cái bên sở thuế người ta có cái trang gọi là Get My Payment. Thì cái trang này ngày hôm nay Ngọc vào nó bị nghẽn, không có vào được nha quý vị. Thì bây giờ nếu như mà quý vị đợt 2 mà quý vị nhận vẫn còn thiếu, hoặc là đợt 1 chưa nhận, nói chung là đợt 1 hay đợt 2 cũng vậy, mà đợt 1, đợt 2 mà nhận còn thiếu hay là chưa nhận, thì quý vị có thể xin lại cái số tiền này bằng cách là khai thuế năm 2020. Vào cái form 1040, vào cái dòng 30 thì quý vị có thể là xin lại nha quý vị. Nếu như quý vị hoàn tất cái dòng 30 thì quý vị có thể xin lại, không có sao hết. Cái đó người ta gọi là cái Recovery Rebate Credit nha quý vị. Thì nếu như mà mình nhận thiếu thì mình nhận cái phần còn lại, mình chưa nhận thì mình sẽ nhận 100% cái số tiền của mình nha quý vị. Rồi bây giờ cái trường hợp mà mình thay đổi cái tài khoản nhà băng của mình, cho nên là khi mà sở thuế người ta gửi vào cái địa chỉ cũ, cái nhà băng cũ, thì nó không có về, mình không có thấy tiền đâu hết. Cho nên là có một số anh chị hỏi là Ngọc ơi, bây giờ có đổi cái thông tin nhà băng được hay không? Thì Ngọc nói là không được, bên sở thuế người ta không có cho mình làm vậy. Bởi vì người ta đang phòng ngừa cái chuyện là người ta giả danh mình, người ta vô, người ta cũng lên online, lên mạng, người ta điền này nọ rồi đó. Thì mình không biết, thì cuối cùng là cái người nhận tiền là không phải là mình, mà cái kẻ gian kia nó nhận tiền, cho nên là người ta phải phòng ngừa cái chuyện này, người ta không có cho mình làm. Không có cho ai làm hết quý vị ơi, không có cho thay đổi cái thông tin tài khoản ngân hàng gì hết á quý vị nha. Cho nên là khi mà cái thông tin tài khoản ngân hàng của mình thay đổi thì người ta sẽ gửi cái tấm check cho mình, nhưng mà nó hơi lâu một chút. Tại vì khi mà gửi như vậy á thì gửi về cái banking cũ của mình, banking cũ của mình, cái ngân hàng nó dội ngược tiền về cho sở thuế, trả ngược tiền về cho sở thuế, thì sở thuế người ta sẽ biết được điều đó và người ta gửi cái tấm check cho mình, hoặc là cái gửi debit card cho mình nha quý vị. Rồi bây giờ nếu như quý vị vào cái Get My Payment thì quý vị ráng chờ một chút xíu nha. Ngày hôm nay Ngọc vào mà không được. Khi mà vào Get My Payment á, thì nó sẽ thông báo cho mình là người ta đã gửi cho mình cái tấm check lần thứ hai. Người ta đã gửi cho mình tấm check vào lần thứ nhất. Thì nếu như mà mình nhận đủ hay nhận thiếu gì, người ta sẽ cho mình biết là mình nhận được bao nhiêu nha quý vị. Rồi mình sẽ biết được là người ta gửi cho mình là direct deposit hay là gửi qua đường bưu điện nha quý vị. Đó, thì bây giờ nếu như quý vị vào hôm nay, vào một lần mà cái thông tin nó không thay đổi gì hết, thì 24 tiếng đồng hồ sau quý vị vào một lần nữa nha quý vị. Đừng có gọi cho sở thuế về cái tiền 600 đợt 1 hay đợt 2, đừng có gọi cho người ta. Người ta bận lắm, cái đợt này là cái đợt mà người ta sẽ rất là bận, cho nên quý vị đừng có gọi, hãy vào Get My Payment. Get My Payment hiện giờ Ngọc vào không có được, cho nên là quý vị vào thử đi. Nếu như quý vị vào thành công thì quý vị hãy cho Ngọc biết thử nha, nó ra làm sao, chứ hiện giờ Ngọc vào không có được. Rồi nếu như quý vị thích những cái thông tin Ngọc chia sẻ, hãy cho Ngọc cái like, share và đăng ký video nha quý vị. Đăng ký kênh ủng hộ Ngọc. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye now.